Ok, chào mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Zero Blockman và ngày hôm nay tôi thấy ở trong Bad World có một cái sự kiện quay vũ khí rất là xịn ở đây mà. Tôi sẽ test thử coi là có trúng cái gì hay không nha anh em. Ok, quay thử nha. 288 Z-Cup các bạn ơi. Oh my god. Ngon. Hàm cá mập các bạn à. Đây rồi, thơm. Uầy, 300 chìa khóa 20 rương. Trời ơi, thơm. Tổng giá trị của phần thưởng này là 1650 G-Cup. Nhiều hơn 85% người chơi. Oh my god, cái này là gì ta? Cái kéo hả? Trời ơi, lỏ rồi. Hay lỏ anh em ơi, nhưng mà thôi, vậy có skin cũng được rồi. Rồi, ok nhá, cái gì đây? Cái này sự kiện điểm quy đổi thôi. Cái này là khuyến mãi nè các bạn. Câu đố à. Câu đố này được cái gì ta? Để mình mua thử một cái nha các bạn. À, không biết là trong đây có cái gì, sẵn review cho các bạn xem luôn. Câu đố, trang bị nè. Rồi, ok. Ủa, cái này là giống skin đó mọi người à. À, mảnh ghép cái kiểu nữa nè. À, mảnh ghép skin nhiệm vụ các bạn à. Nhiệm vụ đó mình nhận quà đấy. Rồi, ok nha. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại với Bad World thôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mình nghĩ là mình sẽ mua một cái gói Fire Pass nha các bạn. Mình sẽ nâng cấp cái gói này lên cực xịn nha các bạn. Đây, nâng cấp VIP này. Ok, đề cử mở khóa VIP nhất luôn nha các bạn. Let's go, 688 G cup nha các bạn ơi. Đây rồi, chúng ta sẽ có hiệu ứng cúp biển rồi hiệu ứng cái kiểu đồ. Uầy, nhiều quá nhiều đồ ngon luôn em à. Uầy, rune kim cương nữa này. Wow, ngon. Đấy, quá trời đồ luôn em à. Ui dồi. Wow, ngon em ơi. Kích hoạt cái kiểu đồ rồi. Đây rồi, kích hoạt thơm lừng rồi em à. Rồi, đi coi ngọc như nào nha. Nói chứ bạn ngọc hay cùi tí nha các bạn. Giờ mình thử đi mở rương nữa nha các bạn. Mở 10 lần nữa nha. Quá trời ngọc VIP luôn nè em ơi. Mở từ từ coi. Mở từ từ để nó không vui em ơi. Đấy, mình mở 10 đi. Wow, quá thơm em ơi. Phù văn cái kiểu nè. Mở luôn cái rương này coi. Được mảnh nè. Ok, mỗi lần mở như vậy là tốn tới 100 chìa khóa nữa đó các bạn à. Ok, vô ván các bạn ơi. Rút coi trúng gì nha các bạn. Rồi, cúp quá trời luôn nè. Cái gì đây? Thuốc tàn hình. Mấy cái này đâu có dùng được đâu. Hơi bị cay cú đấy. Ui, nhưng mà được cái cúp kim cương em ơi. Cũng khá là ngon nha. Rồi, ok, thơm. Ủa, cái này dùng được không ta? Thổi sắt này không có dùng, không thấy dùng được hay sao ấy. Rồi, ok. Để vào ván thôi. Mấy thanh niên này có hồi máu ghê quá em ơi. Có hút máu ấy. Cũng khó chịu luôn. Không biết là trong cái ván này có gặp hút máu hay không nha. Nhưng mà đáng mấy thằng mà cầm hút máu, ngọc hút máu full nó rất là đáng sợ. Ok, vô các bạn ơi, let's go. Mình sợ nhất mấy thằng cầm ngọc hút máu luôn ấy. Rồi từ từ, bây giờ mình phải phủ cái nhà của mình lại cái cho an toàn các bạn ơi. Phủ nhà cho an toàn lại cái rồi tính tiếp. Phải đập từng cái ra sao, hơi lâu nha. À, thanh niên kia định qua. Thanh niên kia qua đây. Qua đây. À, chào hỏi với chúng tôi này. Làm sao? Sao nhờ, lên chiến luôn em. Chiến luôn. Trời ơi. Ngáo với chúng tôi này. Rồi, đập luôn. À, đây rồi. Thơm rồi. Đây nhá. Ok, thơm nhá anh em. Ây da, thanh niên này có hồi máu à. Hồi máu với chúng tôi. Lửa với chúng tôi này à. Rồi, lụm luôn. Một mạng đầu tiên. Quá thơm lừng. Điểm chọc mình à. Haha. Xin nha. Mình thêm cái này nữa cho nó nhanh tí coi. Ok, để cái rìu lên đây một cái. Rồi. Ôi, nói chung là mới vô có một mạng khá là thơm rồi các bạn ơi. Để lấy chúng ta sẽ đi nâng nhà cái kiểu sao ha. Cơ bản là bây giờ chưa cần nâng vội đâu. Rồi bây giờ mình lo mình xây cái nhà, sửa cái nhà lại các bạn ơi. Cho nó an toàn cái rồi tính tiếp. Nhà mình hơi nguy hiểm đấy. Nói chung là mình nghĩ mình có nên bao lại cái kiểu không ta? Chắc không nữa ha. Từ lắp đầy cái kiểu một cái. Rồi ok. Cái khói này tính ra cũng cứng lắm nha. Ủa không biết cái khói này nó có phải là hắc diện thạch không nữa các bạn ơi. Tại vì nãy mình mua cái skin á. Hơi lỏ nha. Rồi ok, lắp cái nữa. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cái công việc rồi đó. Bây giờ có thể đi qua chiếm rồi đó các bạn. Ngọc này ngọc gì đây? Trân châu lóe sáng mình cũng chả biết làm được cái gì không nữa. Giờ thì chúng ta sẽ đi mua thanh kiếm, áo giáp thì các kiểu thì tất nhiên rồi. Áo giáp vàng được không? Ồ, được áo giáp vàng luôn à, thơm. Cái này qua đây, block qua đây. Block cho số 2 đi cho nó dễ ha. Rồi. Ok, giờ đi mua block chiến thôi. Để coi mình có thể mua được cái gì nữa không ta. À đúng rồi, mua cây kéo nè anh em. Cây kéo của mình là hình cá mập nha các bạn.
Ủa sao trong đây không thấy cá mập ta? Chắc là mình chưa dùng skin nữa hay sao ấy. Lỡ rồi, lỡ rồi. Mình mua coi có mua được cái cầu lửa nữa không. Đây đây đây. À thôi mua cái này nó an toàn hơn em mà. Mua con rối. Rồi. Ờ cầu lửa. Rồi ok. Cầu lửa cho số này đi. Đây. Con rối tôi đâu ta? Ui hai ba con rối gì vậy trời. Một con thôi là đủ rồi. Đây một con thôi nhá. Ờ block đâu hết rồi ta? Ở đây đây block đây. Rồi ok. Ừ quên nhờ. Quên mua bơm bắt cầu đi cho nó nhanh nhờ. Trời ơi dở quá dở quá. Bơm bắt cầu 5 vàng mua hai cái đi. Rồi. Xong. Xong phim, xong phim. Đây rồi. Ra mít thôi. À ném ở bên kia à. À hiểu hiểu hiểu. Trời ơi, mình ít chơi biết quên nên là cũng hơi hơi lỏ một tí nha anh em. Rồi ok, hy vọng ván này được cái top 1 anh em ơi. Ý còn có hai giường à. Nãy giờ không có để ý các bạn. Tính này cũng nhanh thế nha. Nhanh thực sự luôn các bạn ơi. Ném bơm qua, ném bơm qua. Ủa sao bơm nó cứ đi xuống vậy ta? À có người bên kia, có người bên kia anh em ơi. Mình thì không có ăn táo vàng được ở trong cái mini game này cho nên là hơi lỏ đấy. Mình sẽ ném cầu lửa trước trước khi mà mình đánh á. À nó trên đầu mình đây mà. Ui kim cương nhiều thế. Kim cương nhiều thế, kim cương nhiều thế. Ây da, ây da. Ây da kiếm kim cương luôn à. Ui lỏ rồi, lỏ rồi. Ây da, căng thế. Mình kiếm hơi lỏ anh em ơi. Rồi thu tiếp không sao. Mấy này nhầm nhò gì vậy bạn ơi. Trời ơi. À đúng rồi, nó qua nhà mình, nó qua nhà mình. À. Qua nhà chúng tôi này. Một quả TNT này rụng chưa? Ui lục rụng ngay luôn rồi đó mà không rụng. Kim cương vẫn còn nè, thôi từ từ. Vậy con có nâng cấp được cái gì không? Vậy chỉ có nâng cấp mới mạnh được các bạn à. Đi nâng cấp cái kiếm. Ây da đắt thế. Đắt quá anh em ơi. Nó tới 6 lần anh em mà, lỏ thiệt chứ. Không sao. Cố lên, cố lên. Cố lên, mình tin là mình có thể mua được anh em à. Ơ kìa. Ui ảo thế. Ui. Ảo rồi. Không sao, bây giờ qua dập giường tụi nó luôn em ơi. Chết rồi. Bây giờ phải đi nâng cấp thôi. Hoặc là mình chết đấy. Đẩy nó lên đây, đẩy nó lên, đẩy nó lên. Đẩy nó lên. Trời ơi, rớt ngay, rớt ngay. Không được rồi anh em ơi, bây giờ phải qua nhà tụi kia để mà mình nâng cấp hoặc là mình làm cái gì đó. À, vẫn còn sống à. Ghê hả? À, vẫn còn sống à. À, bay à, rớt xuống, mày rớt xuống đây. Mày rớt xuống đây, mày rớt xuống đây. Thằng nhóc. Thằng nhóc này, thằng nhóc này. À, ui bay à, nhảy ghê à. À, mình quên mua giày ninja anh em à. Thì coi nó có rớt chưa. Ủa nó chưa rớt nữa à. À, mày rớt xuống đây, mày rớt xuống đây. À, lên trên hả? Ghê hả? Trời ơi, TNT gì tầm này. Ơ kìa. Ơi, ai vừa quả TNT bay luôn. Ui, pha nãy mình quên mua cái đôi giày ninja này mà. Thành ra hơi khó nha. Lần trước mấy thanh niên nó sết có bảo mình là nên mua giày ninja đấy. Thôi không sao. Chơi vui mà giải trí thôi các bạn. Hơi lỏ thế nha, lỏ thế nha. Hồi nãy ăn pha TNT mình tưởng là mình win không mà chứ. Một hit một đi luôn à. Cay thực sự. Rồi không sao. Cái này đấu hạng. Ủa đấu đội hay sao vậy? À đấu đơn anh em ơi. Thì nói chung là mình còn hơi chậm cái gì các bạn thông cảm nha. Mấy mình phải chơi từ từ, bây giờ mình sẽ cố gắng ha. Thuần thuộc bét quân tí. Đấy để mà đánh nó sẽ trình nó cao lên các bạn. Ủa, sao giờ chưa thấy vào nữa ta? Giờ phải đợi à. Ủa cái này hình như đâu phải hát diện thạch đâu đúng không? Cái đá vỏ chai này nè, sao mình thấy mình. Chết rồi, hình như cái này không phải hát diện thạch anh em ơi. Thấy tôi đặt vô, tôi cũng bị phá như thường anh em mà, ảo thực sự. Tụi nó phá bằng cái cách gì đúng nhanh luôn ấy. Ok, vô thôi các bạn ơi. Mình không hiểu sao tụi nó phá bằng cái gì đúng nhanh luôn á anh em à. Ảo thực sự. Cái này hát diện, mình nhớ là hát diện thạch mà ta. Đâu để mình thử lấy cúp đào nữa coi. À đây nè. Ủa hình như đào vẫn đào được hay sao ấy anh em à. Lỏ rồi, lỏ rồi. Thế là lỏ rồi. Ây da. Ây da, ở đâu qua nhanh vậy. Trời ơi, ảo kìa. Ảo nè solo, mình solo, solo. Solo. Trời ơi, non. Non quá non. Một quả cầu lửa vô đây. Một quả cầu lửa vô đây. Bum nè. Một quả cầu lửa nữa. Bum nè. Một quả TNT ông ta. Một quả TNT nè. Rụng liền. Giỡn mặt. Dạ. Ây da. Giỡn mặt của chúng tôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui. Không sao. Thoải mái thôi. Qua xử luôn. Trời ơi.
đánh nhà tôi nãy, đáng lý ra tôi không có qua đánh đâu, nhưng mà qua đánh tôi trước nha, qua đánh tôi trước, qua kiếm cơm nha. Ôi da, trên PC khó đánh quá anh em ơi, nó cứ trơn trơn kiểu gì á. Trên điện thoại là mình nãy giờ căng 2 rồi. Ồ, thôi nên dùng kiếm vàng à, chấp luôn, mình dùng kiếm gỗ luôn em à. Mình cứ di chuyển thôi. Ây da, ôi, trên PC chúng ta phải định vị hơi khó nha. Ây da, sao, kiếm gỗ là lo gì, mình chả mắc đồ gì lo gì đúng không. À, thanh niên lại hồi máu à, ảo vậy. Ủa, thanh niên nâng cấp full luôn kìa. Ây da, thôi được rồi, không nói nhiều nữa, không nói nhiều nữa, TNT thôi cho nhanh. Kiếm gỗ hơi khó, chạy đi. Ha, chạy đi. Né luôn hả, né luôn hả, ghê hả. Mình không có block để mình bắt qua em ơi. Ôi, ném đi, ném đi. À, cái này là ngọc dịch chuyển đúng không. Rồi, núp đi, núp đi, núp đi, núp đi, núp đi, đừng ngày ngùng. Núp đi, núp đi, đừng ngày ngùng. Núp đi, núp đi, đừng ngày ngùng. Rụng ngay, ui, không được rồi. Dùng TNT này nhiều quá, phí quá anh em ơi. Hạn chế dùng TNT thôi anh em à. Cái này không phải là cái gì chứ, nhưng mà nó hơi tốn đấy. Mình dùng vậy là nó không có tốt đúng không. Mình chỉ dùng cho những cái lúc mà nó cận kề ấy, kiểu nó quan trọng á mình mới dùng. Ui, thanh niên dùng kiếm. Trời ơi, mới vô thanh niên có kiếm sắt rồi sao. Hèn gì đánh mình đúng đau luôn. Có kiếm vàng cái kiểu này ghê hả. Dù lượng đồ ghê bay. Đúng đầu tư luôn ấy. Thôi, mua cây kéo với cả mua cây rìu cái đã. Mua cây rìu trước. Thêm cây rìu lên đây. Ờ, block ở đây. Rồi, cái rìu để giặt gỗ cho nhanh các bạn ơi. Ở trên PC thì nói chung là nó hơi chậm các bạn à. Thao tác nó hơi chậm hơn tí ha. Trên điện thoại là nãy giờ tới công chuyện với mình rồi. Lắp lại, ghê lắm mấy thanh niên này. Mình thì mình không muốn lắp nhiều, tại vì mình muốn chơi thêm nhiều lượt, nhiều hẹp hơn á, cho nên là mình chỉ lắp ít thôi. Lắp ít thôi nha, lắp ít thôi nha. Rồi, không, nếu mình lắp vậy thì phải lắp ở đây luôn rồi. Thế thôi lắp ở đây luôn đi, cho nó tiện, chứ hồi người ta đập vô cũng vậy à. Ok, ui mấy cái này phá lâu quá anh em ơi, mỗi lần sửa cái nhà đúng lâu luôn á. Đấy, phải chọn qua đây rồi mới chọn qua đây lại nữa. Rồi, ok. Đây ơi, lâu một cái thì thôi á, trên PC. Rồi, an toàn tuyệt đối nha các bạn ơi. Mình giả bộ ngu ngu đi, rồi mình dụ cái con kia qua. Đây, 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 có một thằng đang qua nè. Mình giả bộ giả vờ ngu ngơ, mua giáp lên cái cho an toàn coi. Thôi, nói chung là cứ lên full giáp cho chắc. Rồi lát tính gì tính. Mua cái này, mua cái này. Mua cái này, mua con gói. Nó qua chưa, nó qua chưa, nó chưa qua nữa anh em ơi. Ôi, tôi dụ nó mà, nhưng mà nó biết rồi sao ấy nè mà, nó khôn quá vậy. Mình sẽ để con rối lên đây, rồi. Let's go, let's go. Từ từ mua quả trứng cho ta. Ở đây có trứng rồi nè. Overlock qua đây, này qua đây. Ây, tôi nghe tiếng nhưng mà không thấy ai qua đây đâu mà. À, thấy thằng bên kia rồi, từ từ qua đây phát đã. Ok, cứ từ từ bình tĩnh thôi, không cần vội nhá. Kim cương quá trời luôn nè. Ráng lấy tầm 6 kim cương mới được đây mà, để nâng cái kiếm lên trước một cái. Trứng bắt cầu nè, cũng khá là tiện ha. Thật ra cái chỗ này cũng không cần phải dùng trứng đâu. Ui, hôm nay còn tới 4 giường nữa đây mày, đông quá vậy. Thôi, tôi không có muốn solo. Chưa, tôi không có muốn solo. Cầm phải TNT chạy liền, thấy mình cầm TNT là ngán liền. Cho nó không nổ vậy ta. Trời ơi, 11 máu. 11 máu, 11 máu. Ây da, sao nó không nổ cái pha đó vậy ta, ảo vậy bay. Ảo vậy bay, ây da. Mình phải mua giày ninja đây mà, cho tụi nó tương tàn đi, từ từ đã. Về coi giày ninja giá như thế nào, nó qua lấy kim cương của mình, đậu phộng cây thực sự. À, sau lưng à. Piu. Rụng ngay, bay lên hả, bay lên hả, à, cầu lửa nè. Bay lên, bay lên, bay lên. Ôi, rụng luôn rồi, rụng luôn rồi. Ơi, nó mua giày đến giá đâu vậy ta? Để mình coi coi, bao nhiêu nhờ. Vũ khí, áo giáp. À, 13 vàng là anh em à, đây rồi. Có cái này thì nó sẽ tiện hơn nhiều anh em. Bây giờ tôi sẽ mua thêm cái mua nhiều nhiều cái này đi. Gì vậy? Hình như có thằng nhảy lên thì phải. À đâu, không có. Rồi, ha ha. Thôi mày, vậy đi cho dễ, anh em ơi, lười bắt quá. Đấy, vậy cho nó nhanh nè, đủ kim cương cho ta. Ôi, mới 4 kim cương à anh em ơi, lỏ quá vậy. Chỗ này nó hơi rùm rà nha anh em.
Rồi, đi lấy này thêm nữa. Mà lấy mấy cái này cũng đâu có dùng cái gì đâu các bạn. Trơm tra. Trơm tra này. Ui, đặt TNT luôn hả? Ghê vậy? Ghê vậy ta. Ây da. Ê, gòi luôn. Lại bị phá giường nữa anh em à. Ảo thực sự luôn ấy. Rõ ràng nó đã rớt xuống rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đánh thế là chịu rồi. Thôi, chạy qua bên Blue. Qua đây nương nhờ thôi. Ê, trời ơi, không hiểu luôn. À, hên quá, có cái đồ bay anh em ơi. Còn một cái bay nữa mà, bay thêm cái nữa coi. Ê, tính ra đúng nhiều đồ bay luôn á. Ôi, không hiểu nổi luôn.